Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt chúng ta đây là ngay mũi tàu đường Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân, phía bên kia là Lạc Long Quân, ở giữa là mũi tàu đi tới xíu có chợ Tân Bình. Và chiều hôm nay thì em có việc đi ở khu vực này, giờ mà đang trên đường đi về. Sẵn đây quay chia sẻ anh chị và các bạn vài hình ảnh ở Tân Bình đi về quận Nhất. Theo hướng bên trái là con đường Lý Thường Kiệt, con đường Nguyễn Văn Thoại ngày xưa, đi tới xíu sẽ có đường Tái Thiết. Nhưng mà bây giờ trời tối quá, tại mấy bữa có cô chú anh chị yêu cầu đi vô khu xóm hẻm ở đường Tái Thiết, nhưng mà giờ trời cũng hơi tối tối rồi, thì chắc có lẽ là hẹn anh chị và các bạn trong video sau đi buổi trưa thấy cho nó rõ ha. Còn cái hướng ngược lại chúng ta đi tới xíu là đi tới ngã tư Bảy Hiền, bên phải ngày xưa là bệnh viện Vì Dân và nay là bệnh viện Thống Nhất, khu ngã tư Bảy Hiền ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ xuất phát từ đây đi về quận Nhất qua con đường Hoàng Quang Thụ rồi đi chỗ công viên Hoàng Quang Thụ, rồi về bằng con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng như là con đường Công Lý ngày xưa. Chúng ta tưởng tượng giống như là mình đi cái hướng từ phi trường về vậy ha. Hướng này là tới phi trường nè, đi thẳng tới phi trường. Rồi nó tới khu Lăng Cha Cả, chúng ta sẽ quẹo phải. Tới đây là ngã tư Bảy Hiền đây. Cái làng dệt có tiếng ở Sài Gòn. Nhưng mà ngày nay thì ở đây làng dệt cũng không còn bao nhiêu hộ làm nghề truyền thống đó nữa. Hồi xưa ở đây sửa máy may đồ nhiều lắm. Giờ cũng thỉnh thoảng còn vài tiệm người ta bán phụ liệu ngành may. Bây giờ ngành may xưởng may ở Tân Phú. Ở Tân Phú là nhiều nhất ha, Tân Phú quận 12 được đó. Bây giờ cũng hơn 6 giờ rồi. Không biết trời tối này anh chị và các bạn xem có rõ không? Bên phải là khu trường Nguyễn Thượng Hiền. Và những cái kiosk ở đây lúc trước ở đây bán tivi, đồ đĩa, karaoke, âm ly đồ nhiều lắm. Nhưng mà sau này hình như cái kiosk này người ta lấy lại hay sao á, không được bán nữa. Lâu lắm rồi mới đi con đường này cái giờ này luôn á. Bên phải có đường Lê Bình, bên trái là trung tâm triển lãm. Theo lời chia sẻ của cô chú anh chị thì trung tâm triển lãm này ngày xưa là cái khu nghĩa địa, nghĩa trang. Trung tâm triển lãm được xây trên cái nền đất cũ là nghĩa trang, và có một thời điểm dịch bệnh đó, năm 2021 đó là làm bệnh viện dã chiến, mà bây giờ cũng còn để cái bảng bệnh viện dã chiến nữa, cũng không hiểu là sao. Một cái sự ám ảnh của người dân Việt Nam trong cái thời điểm 2021 đại dịch Covid-19 cướp đi biết bao nhiêu người thân của người dân. Cái hướng này là cái hướng đi tới Lăng Cha Cả nè. Thôi là tối ha. Không biết trời tối vậy cái máy quay GoPro nó có bị nhẹ không? Cái
khuyết điểm của máy quay GoPro là buổi tối sẽ bị nhòe, hình ảnh xem không rõ, cho dù đời mới hay đời cũ. Mặc định GoPro là chỉ quay ban ngày thôi, trời mưa trời nắng đó, chứ về đêm là không bằng các máy khác. Có nhiều của chú anh chị cứ hỏi tôi làm TV quay bằng máy gì, thì thật ra em quay cũng tùy cái thời điểm, tiện máy gì thì quay máy đó thôi. Có khi là Sony, khi là Osmo, có khi là điện thoại. Và dạo này cái internet ở Việt Nam nó chậm vô cùng luôn, không biết vì sao mà up cái video lên nó rất là lâu, mất thời gian nên thành ra bị chậm trễ hoài. Có gì thì mà các bạn thông cảm ha. Ở tới đây là khu trung tâm tiệc cưới nè, rất là nhiều những trung tâm tiệc cưới ở đây bên tay phải. Đi thẳng luôn là mình về phi trường Tân Sơn Nhất, 2,5 km nữa. Quẹo phải là về Hoàng Sa, quẹo trái là đi Cộng Hòa. Chúng ta đi tới Lăng Cha Cả, mình sẽ quẹo phải. Xe cộ đây rất là đông, tại vì đây có trung tâm tiệc cưới nè. Khách ra vô rất là nhiều. Giờ này là giờ đi dự lễ cưới. Và thường nhà hàng người ta mời lúc 6 giờ rề rề tới đó 7 giờ, khoảng 8 giờ, gần 8 giờ thì mới nhập tiệc. Coi như là các thủ tục làm lễ cưới xong hết thì mới nhập tiệc được. Nên đi dự tiệc cưới ở Sài Gòn thì chủ yếu là đi dự lễ thôi. Chứ đi nói đi ăn cưới, hồi xưa chứ quê hay dùng từ đi ăn cưới. Chứ quê mới đúng là đi ăn đó. Còn ở đây thì đi dự lễ thôi. Chạy xe ngoài đường cũng nhiều cái rủi ro. Anh đó không biết sao mà anh taxi đó với anh xe máy này kênh xì bo nhau. Mình đi ngoài đường thì cứ bỏ qua một điều nhịn chín điều lành, chấp nhận lỗi cho xong, không có chuyện gì thôi. Trên con người ta cũng hung hăng lắm. Đó, đi tới đây là khu công viên Hoàng Văn Thụ nè. Đây là cầu vượt Cộng Hòa Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ. Theo hướng cầu vượt là chúng ta sẽ đi theo con đường 5 Kỳ Khởi Nghĩa. Và hướng ngược lại là đi qua Cộng Hòa, đi về quận 12 đó ha. Đây chúng ta quẹo phải nè. Thì mà anh chị xuống máy bay là chúng ta sẽ đi tới cái khu công viên này. Rồi nếu mà mình đi về quận nhất thì sẽ đi đường này. Tới đây trời tối quá.
khá đông đúc à. Con đường Hoàng Văn Thụ lúc nãy với con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa này thì lúc nào nó cũng đông hết chứ. Do là cái hướng đường này đường một chiều. Hướng này là hướng đổ về quận nhất nè. Công viên ngày nay thì cũng được, không phải cũng được mà là cũng bị lấn đi một cái chút nữa để mở rộng con đường từ Nam Cần Khởi Nghĩa đi ra hướng Trần Quốc Hoàng. Hướng rẽ trái này là cũng được, sắp tới đây sẽ được mở rộng nữa nè. Họ đi thẳng là Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc là Hoàng Văn Thụ. Họ đi thẳng Hoàng Văn Thụ luôn là tới cái khu mà đám cưới, tiệc cưới nhiều á. Khu đó là ngày nào cũng ta không thấy đông đúc, đặc biệt là cái giờ này với lại giờ 7-8 giờ, 8-9 giờ. Giờ này là giờ mà đón taxi cực nhất ở Sài Gòn. Do là cuối tuần với lại người ta đi đám cưới á, nhiều, gọi taxi là khó lắm. Có gần đây có vài hãng taxi bị như là bị đình chỉ hoạt động, như là taxi Sài Gòn Tourist, với cái lý do là mạo danh Sài Gòn Tourist Group gây hiểu lầm cho khách hàng, với lại chặt chém hôm bữa đó. Người ta cái máy tính tiền có hai nút, khi mà chạy một đoạn anh ấy bấm thêm một cái nút bí mật, làm cho số tiền tăng lên quá trời. Nên thật ra nguyên cái công ty ảnh hưởng luôn, quá trời xe du lịch. Bây giờ không biết sẽ như thế nào. Làm cái gì cũng vậy ha, gian dối là sẽ không có tồn tại lâu được. Ngay cả YouTube này cũng vậy nè, quay mà dạng như là câu view rồi quay kiểu dùng những từ ngữ nặng nề, mà sự thật không phải đến nỗi như vậy, thì ngày nào đó sẽ nhận cái hậu quả. Đương nhiên là mỗi kênh thì có mỗi cái hay khác nhau. Hiện tại em không có chỉ trích kênh nào ha, chỉ nói bản thân mình thôi. Tới đây là ngã tư đường Trương Quốc Dung. Mùa hè này chắc Vlam TV, gia đình Vlam TV sẽ không có đi đâu chơi xa, chỉ đi vòng vòng Sài Gòn rồi các tỉnh lân cận rồi đi về quê thôi, chứ không có đi du lịch xa như những năm trước, như đi Phú Quốc rồi đi mấy năm trước đi Phú Quốc là nhiều ha. Tại năm nay chương trình lịch làm việc của Nị cũng thay đổi, nên thành ra lịch đi chơi của bạn đồng nhỏ cũng sẽ thay đổi theo. Ôi trời tối thui rồi, giờ này chưa có lên đèn nữa nè. Đi một đoạn nữa thì chúng ta sẽ ngưng ha. Tới khu kia là tối hù, không thấy đường luôn á. Giờ này tình hình không biết tình hình điện như thế nào, chưa không thấy báo đăng nữa. Bây giờ mùa mưa thì chắc có lẽ là điện cũng ổn định lại, mà giờ chưa thấy mở đèn, chắc chưa tới giờ luôn.
mưa nhiều thì cái mực nước ở các ao hồ, sông rạch thì sẽ dâng lên cao và cái thủy điện sẽ hoạt động. Hy vọng là cái nhưng mà Vũ Lâm TV chỉ hy vọng là cái hồ Trị An, hồ Trị An ở Đồng Nai nước lên nhiều để còn nhìn thấy cái đảo, để lâu lâu thỉnh thoảng đi ra đó để hòa nhập thiên nhiên, nhà cắm trại dã ngoại. Nị với bạn đồng nhỏ thì hầu như là không thích hợp với cái chuyến đi này, do là cái sức chịu đựng và cái nhu cầu vui chơi giải trí lại khác nhau. Em thì thích thiên nhiên, núi rừng hoang dã rồi vậy thôi, thích trải nghiệm. Và con đường này là con đường Nguyễn Văn Trỗi nối liền với Nam Cực Khởi Nghĩa. Xíu nữa đi ngang khu chùa Vĩnh Nghiêm. Cái giờ này nhìn thấy khung cảnh hơi buồn buồn ha. Thành phố chưa lên đèn. Lâu quá mình không có chương trình đi bộ hay đạp xe, do mấy bữa về sớm rước bạn đồng nhỏ đi học nữa, nên ra có lại trễ xíu lại mưa nữa, nên thành ra lâu rồi không có đạp xe hay đi bộ luôn á. Để tối rảnh hay trời đẹp gì đó thì mình chị và các bạn chúng ta tiếp tục lang thang bằng xe đạp hoặc là đi bộ. Ở gần nhà thì có phố Tây. Phố Tây dạo này cũng tình hình cũng căng thẳng, do cái làn sóng trả mặt bằng nó ảnh hưởng trở lại. Tây cũng rất là lận đận, hết giai đoạn này tới giai đoạn kia. Wow, và con đường này chúng ta thấy đông ghê. Ở bên phải là khu chùa Vĩnh Nghiêm, một ngôi chùa rất là lớn và chùa được mệnh danh là chùa giàu. Ngôi chùa nào mà được nhiều chùa bằng ai ta, chùa bằng cái gì, được nhiều người mộ đạo thì viếng thăm cúng dường thì có chùa đó có nhiều kinh phí để xây dựng tu bổ, và cái hoạt động của chùa nó cũng lớn hơn và nhiều cái hoạt động hơn. Còn có những ngôi chùa mà thấy ở xa và người ta cũng ít có lui tới, nhìn thấy rất là buồn luôn á. Mặc dù chùa nào cũng là chùa nào cũng thờ Phật, Phật thì cũng có một Phật, Phật tổ ở đâu thì cũng là Phật tổ thôi. Và đây tới đây là ngã tư Lê Chính Thắng, ở phía bên trái là khách sạn La Vela, khách sạn rất là lớn ở quận 3 nè, khách sạn 5 sao đó. Rồi trong đây có tập chiếu phim CGV nữa nè. Tập chiếu phim ngay đây có nhiều cái scandal. Ở đây có cái hẻm 235, hẻm 233 đi vô khu xóm
quen dòng kênh Nhiêu Lộc. Khu xóm hẻm rất là thấp luôn ha. Con đường này được nâng lên cao hơn 1 mét so với khu xóm cũ. Chúng ta đi xuống cái dốc giống như là dốc Đà Lạt vậy. Đó, tới khu này tối thui rồi, chắc camera này thấy không rõ nữa. Tới xíu là giao lộ Võ Thị Sáu. Và đi thẳng luôn là chúng ta ra Lê Lợi. Và thôi cái chiếc clip hôm nay nó cũng khá là dài rồi. Mà tới đây đi nữa thì quay nữa thì cái camera này thấy không có rõ. Nên là hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã cùng với Lâm TV đi từ Tân Bình đi về Sài Gòn, đi ngang qua những con đường quen thuộc để thấy ngày hôm nay những con đường này nó như thế nào. Và nhân đây cũng xin kính chúc đến tất cả quý anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.